tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Minh Châu rất vui được gặp anh Huy, là một vị quân sư tài ba của mình. Minh Châu ơi, mỗi lần mà Minh Châu giới thiệu đến anh là hình như Minh Châu có kèm theo một là đề nghị tiếp theo đó, đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì nhân cái chủ đề là món ngon cho bé yêu kỳ này thì em rất muốn anh Huy làm quân sư cho em đó. Ở nhà em cũng hay có tiệc tùng lắm, các bé đến chơi rất là nhiều. Em cũng muốn nấu một món ăn ngon cho mấy bé mà không biết là món đó là bé nhà em thích ăn lẩu hay là ăn súp hay là ăn món chiên chẳng hạn. Các bé nhà em thì thích ăn những món có nước, đúng rồi đó, béo béo, thơm thơm nè, nhiều dinh dưỡng, nhưng mà phải nhớ là làm thiệt nhanh nha. Thôi được rồi, được rồi, rất đơn giản. Nhân tiện chủ đề món ngon cho bé trong tháng này, tôi muốn giới thiệu đến quý vị một món súp rất ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của bé yêu nhà ta, được nấu từ rau củ và hải sản. Nhưng mà món này làm có nhanh không anh Huy? Rất là nhanh, chỉ trong tích tắc là xong thôi anh Châu à. Quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món súp còi đẹp rau củ quý vị nhé. Ra loại hải sản mà anh Huy nói là cùi điệp đúng không? Chính xác rồi đó Minh Châu. Và các nguyên liệu còn lại cũng rất đơn giản. Để chế biến món súp này, chúng ta cần có khoảng 200g cùi điệp, 100g bí đỏ, ngò rí, 100g cà rốt, dầu mè, bột năng, 100g đậu bé tí bo, tiêu. Và để cho súp thơm ngon hơn, chúng ta sử dụng hạt nêm Aji ngon. Bây giờ là chúng ta sẽ ướp cho còi sò điệp thấm gia vị trước khi mà nấu súp này. Dạ. Anh sẽ cho toàn bộ còi sò qua một cái tô. Minh Châu nhớ là cho tiêu vô nè, cho thơm ha. Dạ. Ăn gì ngon. Sau khi Minh Châu trộn đều cho thấm gia vị ha, em sẽ cho thêm một ít bột năng nè, áo một lớp ngoài. Em vẫn nhớ bài học này đó nha. Khi mà mình áo bột năng bên ngoài hải sản sẽ giúp giữ được cái độ ngọt bên trong, phải đúng không rồi anh? Rồi, chúng ta áo một lớp bột năng xung quanh còi sò đẹp để giúp cho còi sò đẹp giòn và nó giữ được độ ngọt. Rồi lúc này chúng ta sẽ lấy cà rốt cũng như là bí đỏ này, cắt những cái hạt lựu vừa ăn. À, cắt hạt lựu như vậy thì các bé sẽ dễ ăn hơn phải không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ cắt cái cà rốt này cho có cái kích cỡ bằng bí đỏ bên trong nha. Dạ. Sau khi chúng ta cắt những cái hạt lựu, bí đỏ nè, cà rốt ra xong thì ngò rí chúng ta cũng có thể cắt nhỏ một ít để cho vô súp, và một ít chúng ta giữ lại để sau này trang trí. Và song song với lúc này thì chúng ta cũng bắt một cái nồi nước dùng, khoảng 1 lít 2 lít nước dùng. Đây, chúng ta mở lửa lên. Anh Huy ơi, trong lúc chờ nước sôi mình làm cái gì ha? Rồi, bây giờ em yên tâm đi, nước sôi tới rồi sẽ có việc làm ngay thôi. Bây giờ đầu tiên nước sôi nè, chúng ta sẽ cho toàn bộ cái cà rốt hạt lựu vô nè. Ồ, cà rốt vô trước. Tiếp theo là đổ bé tí bo vô luôn. Em biết nè, bởi vì hai nguyên liệu này thì có phần hơi khó chín hơn cái kia một chút xíu. Chính xác rồi, chúng ta sẽ cho cà rốt và đậu bé tí bo vô trước bởi vì hai nguyên liệu này cứng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một ít bột năng vô bí đỏ, chúng ta sẽ đảo đều lên. Anh Huy ơi, ví dụ như anh lấy bột năng áo hải sản thì em hiểu lý do, chứ bột năng mà áo bí đỏ em không biết. Rồi, cũng rất là đơn giản Minh Châu à. Quý vị nên lưu ý một điều là khi chúng ta cho một ít bột năng vô áo đều cái lớp ngoài của bí đỏ thì khi nấu súp bí đỏ sẽ không bị bể nát và giữ nguyên hình dạng thật là đẹp. Minh Châu canh cái độ mềm, khi mà cà rốt nè, đậu bé tí bo nó vừa mềm thì chúng ta sẽ cho phần bí đỏ này vô, bởi vì bí đỏ này rất mau chín. Dạ đúng rồi. Trong lúc này thì chúng ta cũng vớt bọt một chút xíu ha. Lúc này chúng ta có thể là cho toàn bộ bí đỏ này vô được rồi nè. Dạ. Sau khi cho bí đỏ vô, chúng ta đảo sơ qua một chút xíu để cho bí đỏ cũng vừa chín tới luôn. Tiếp theo là sẽ cho toàn bộ phần sò điệp này vô. Anh Châu đảo đều phần sò điệp cho tan đều ra. Dạ. Lúc này anh Huy sẽ nêm thêm một muỗng cà phê Aji ngon cho thêm đậm đà. Em còn nhớ anh Huy nói là nếu như mình không có thời gian chuẩn bị nước dùng, có thể dùng Aji ngon vẫn ngon, đúng không anh? Đúng rồi, bởi vì Aji ngon sẽ làm tăng thêm cái mùi thơm cho các loại súp. Sau khi chúng ta nêm Aji ngon vừa đủ để cho cái súp này đậm đà rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bột năng pha loãng để làm sánh cái súp này lại. Lúc này chúng ta không phải canh độ sánh của súp ha. Rồi, như vậy là được rồi đó Minh Châu ơi. Cuối cùng thì anh sẽ cho một chút xíu dầu mè vô. Đúng rồi, dầu mè sẽ tạo nên mùi thơm rất là đặc trưng. Đây, một ít dầu mè, một ít thôi nha. Dạ. Đó, chút xíu tiêu nữa nè. Rồi, tắt lửa được rồi Minh Châu. Dạ. Bây giờ anh Huy sẽ múc ra chén cho em. Đây, một chút xíu tiêu lên mặt nha. Một ít ngò rí. Và nếu mà em bé nào lớn lớn có thể ăn cay được thì cũng có thể cho chút xíu ớt cho đẹp.
Tiếp theo sẽ là một phần nữa của em bé Minh Châu. Đây. Khéo khéo nha Minh Châu nha, rất là nóng đó. Không chỉ màu sắc đẹp mà món súp này còn rất là đậm đà, thế mới là nước hầm xương chứ. Vậy là đảm bảo tiêu chí cho món ngon cho bé rồi đúng không? Dạ đúng rồi, cảm ơn Huy nhiều lắm. Còn quý vị thì sao? Chúng ta hãy tự tin vào bếp với món súp này. Rất đơn giản quý vị ạ. Món ngon cho bé yêu. Và Minh Châu tin chắc rằng món súp này sẽ làm hài lòng đến cả những bé khó tính nhất. Chính vì vậy mà chúng tôi rất tin rằng quý vị sẽ thực hiện món ăn này và chia sẻ cảm nhận của mình với chương trình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto số 083 930 8794. Đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!